Trời ơi, để mình kể cho mọi người nghe mình đã bị thao túng tâm lý như thế nào. Đây, đi ngang qua cửa hàng này, xong mình thấy cái túi xách nó đẹp quá, thế mình tấp vô, mình nói với anh nhân viên á, à anh ơi cho em xem cái mẫu túi xách này vậy đó. Cái xong mở đó có chung nguyên bộ sưu tập luôn. Cái mình thấy mẫu này cũng đẹp, cái chỗ này đẹp quá ha, cái này cũng đẹp quá ha. Là mình đi, anh đi chung với chồng của anh xã mình. Cái xong rồi á hả, sau khi mình hỏi giá và mình chốt cái mẫu túi này, thì anh nhân viên nói gì nè, trời ơi, cái mấy cái mẫu này dễ thương lắm, vừa mới ra, và nó bữa giờ rất là cháy hàng luôn, mới có hàng lại chỉ còn có 1-2 món thôi. Cái xong mình kêu trời ơi, hot chuyện đó ta, thấy cũng xinh quá. Cái mình đứng mình lưỡng lờ, mình tưởng là mình có thấy luôn cái túi này không thôi. Cái anh nói gì, anh thấy mình đều mấy mẫu này nè. Cái nói thôi chị thử đi, để em lấy chị thử nha, cái mẫu giày này cũng rất là xinh luôn á, thì mà mang cái mẫu giày này nè là nó sẽ đồng bộ với cái túi xách đó đó. Cái mình cũng kêu dạ nhìn cũng dễ thương kia, chị mang size bao nhiêu vậy, để em lấy ra cho chị thử nghe. Cái mình cũng kêu dạ em mang size vậy á, cái em lấy ra, cái em kêu là cái đốt cổ anh chốt gì nè. Trời, em thấy mẫu nào cũng đẹp hết trơn á, để em lấy hết ra cho mình thử nha. Cái mình kiểu ừ cũng được, thôi để mình thử đi, mình lựa qua lựa lại mình mang lên trên chân của mình, rồi mình sẽ quyết định là mình sẽ lấy mẫu nào, mình sẽ lựa được cái mẫu ưng ý nhất mà để mình lấy. À, cái xong ảnh mang ra, ảnh nói cho mình, ảnh nói cái chương trình khuyến mãi. Rồi xong ảnh nói, trời ơi chị biết không, cái đôi này nè, bây giờ còn đúng một đôi size của chị thôi, bây giờ chị thấy hả là hết hàng luôn rồi đó. Rồi xong má, chốt thành là chốt từng cái túi xách qua tới đôi giày. Gút. Xong rồi chốt luôn đôi giày má ơi. Xong rồi chị nói, cái mình kêu thôi chắc chị được rồi đó, em thấy như vậy đó. Cái sao anh kêu trời ơi, chị thử luôn cái này đi, để em thấy luôn là chị mang đẹp lắm, cái chị vừa mang lên là cái chân chị, nhìn cái chân chị nó dài thon dáng rất là đẹp luôn đây má. Thế là mình lại chốt thêm một đôi nữa mọi người ơi đó. Cái dòng mà ví dụ mình vô trong cửa hàng mình thích cái nào mình nên thử một cái mọi người, mình đừng có lăn tăn thử nhiều cái má ơi nè. Trời nó đẹp thiệt, mà tuy là nó khó mang, tại vì cái kiểu mà cái chất của nó như thế này nè, thì mình mang sẽ lâu sẽ bị đau chân á, nhưng mà mình vẫn quyết định lấy mọi người ơi, vì mang lên chân rất là đẹp. Thì tưởng chừng là chốt 4 món nè mọi người coi, tưởng chừng là chốt 4 món như thế này vậy thôi. Cái mình lưỡng lự quá, mình kêu thôi bây giờ nếu mà lấy đôi này á, thôi cho mình trả lại đôi này hoặc là trả lại đôi này đi, chứ lấy giày đâu mà mua 2-3 đôi được, một trong 2 đôi guốc thôi nè. Cái xong cũng tư vấn cái kiểu này mình mang này nó hợp với cái túi nè, còn cái kiểu này là khi mình đi tiệc và đi sự kiện mình mang cái chị, còn nếu chị đau chân á chị sợ hả mang cái ấy mang thể thao này dễ mang này chị. Rồi xong á cái đương nhiên liêu qua, cái mình thấy đôi này thì mang dễ đau chân, đôi này thì kiểu không có quai đó, rồi nó cũng đơn giản quá. Rồi xong qua thử đôi này luôn, thì cái bộ sưu tập của nó còn 2 đôi giày nữa, nhưng mà cũng may là mình còn kiểu lý trí á mọi người. Đây một đôi cao gót nữa, chỉ gì nó là cao gót thôi đó mọi người. Đây đẹp ha mọi người ha, xuất sắc luôn. Chỉ vì một cái khuyến mãi, chị mua đơn hàng như thế này nè là được giảm liền 1 triệu. Rồi tôi chốt hết đống này hết 15 triệu rồi, giảm 3 triệu đó mọi người. Anh nói là khi nào mình mang đơn giản thì mình mang đôi lúc này, khi nào mình cần biết cái chỗ này nó sáng sáng cao, nhìn nó xịn xịn thì mình mang đôi này đó. Đó, rồi cái đôi này là kiểu chiến chị đẹp mới gì nên mua luôn đi. Rồi cái đôi này thì nó thể thao cái kiểu này nọ vậy em. Mà trong khi đó lúc đầu mình chỉ mua cái túi, mình chỉ vô mình chốt, mình hỏi giá và mình lấy cái túi này thôi. Nhưng rồi đó, và sau khi mình chốt xong, cái mình thanh toán xong rồi mình tinh xong, cái mình suy nghĩ, ủa là mình bị thao túng tâm lý hả ta? Không phải lỗi nhân viên, lỗi mình. Nên mọi người ơi, khi mọi người vô cửa hàng, mọi người thích cái nào mọi người mua cái đó thôi. Thì mọi người cũng thấy rồi đó, đợt này mẫu nào cũng đẹp hết trơn. Nên khi bước vào cửa hàng mọi người nhớ lý trí lên, nếu không là mọi người sẽ cùng ăn mì gói với mình hết tháng này. Những cái tình huống như thế này mà gặp má của mình sẽ nói đúng một cái câu: đã nghèo mà còn đua đòi phát của hả? Tháng này cho mày nhịn đói luôn.